Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay Bảo Phát sẽ review về tình hình chợ Tân Biên từ lúc mà dịch bệnh tới bây giờ, xem chợ Tân Biên còn hoạt động hay không, hay là mọi người đang ở bên ngoài tập tụ tập bên ngoài buôn bán, và cái mức độ ảnh hưởng giao thông như thế nào ha. Thì đây là con đường trục đường chính quốc lộ 1A ha. Đấy, thì hiện tại là tất cả những cái tiểu thương buôn bán đều tập kết hết tất cả ở bên ngoài ha. Đấy, mọi người ở đây ha. Trước là mình bán ở trong, tất cả những người này bán trong chợ sạc nha mọi người, nhưng mà bây giờ do tình hình dịch bệnh cho nên là chợ sạc đã nghiêm cấm các tiểu thương này vào trong chợ rồi, cho nên là buôn bán tất cả ở bên ngoài hết luôn. Và cứ tầm 10 giờ là xe các buôn lái họ xuống rất là nhiều, cho nên là mức độ ảnh hưởng giao thông cũng rất là lớn. Đấy, mọi người thấy ha, rất là đông luôn, vừa buôn bán tất cả ở bên lề đường hết. Mùa này Noel rồi, cũng gần lạnh rồi, nên hơi cảm giác lạnh lạnh đó. Đó, tất cả buôn bán bên ngoài lề đường hết rồi mọi người ạ. Đây là chợ Tân Biên nha, cập nhật tình hình diễn biến tại chợ Tân Biên. Đang buôn bán ở tất cả lề đường sát quốc lộ 1A. Đấy, các xe tiểu thương buôn bán đậu giữa đường này mọi người ạ. Đấy, đậu giữa đường này để chúng ta xuống hàng hóa nè. Đó là những người mà đi lấy hàng về bán cũng ở giữa đường như thế này. Đó, tình hình giao thông tại thì này rất phức tạp đấy mọi người thấy không? Tất cả mà người dân đi chợ nè, để chuẩn bị cho ngày mai á, đều cũng tập kết hết ngoài đường, các tiểu thương buôn bán đồ. Bảo Phát sẽ quay một vòng cho tất cả mọi người cùng biết ha. Đây là chợ sạc Tân Biên nha mọi người nha, ở Hồ Nai nha. Đây, lượng hàng hóa đều lấn chiếm lòng lề đường rất là nhiều luôn. Đó, đây sắp tới gần tới cái chợ Tân Biên rồi. Chợ Tân Biên hiện tại bây giờ đóng cửa rồi, không có cho ai vào đây buôn bán hết. Đây mọi người thấy cái bảng không? Đó, chợ Tân Biên này. Đó, chợ Tân Biên bây giờ nó rào hết rồi, đâu có cho ai vô được nữa. Cho nên là chỉ bán ở bên ngoài lề đường thôi. Bán toàn bộ bên ngoài hết mọi người ạ. Đây mình đi một vòng mọi người coi ha. Bây giờ trong chợ là đóng cửa rồi, nó khóa nó không cho ai vào nữa hết á, chỉ còn là buôn bán ở bên ngoài vỉa hè lề đường thôi. Đây rất là đông luôn ha. Đây là chợ Tân Biên nha, thành phố Biên Hòa nha mọi người, là nơi chợ đầu mối lớn nhất của Biên Hòa. Chợ này là chợ đầu mối lớn nhất của Biên Hòa. Trước là mà tất cả những người này buôn bán trong chợ, nhưng mà bây giờ do chợ là ảnh hưởng dịch bệnh cho nên là trước là bị nguồn gốc lây nhiễm Covid từ chợ á, cho nên đóng cửa, nên bây giờ không có cho ai vào nữa buôn bán nữa tới bây giờ luôn. Đây bây giờ chợ Tân Biên đây đã được phá rào lại, rào trắng rồi nè. Đấy, mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng xem ha. Đấy, rào hết rồi mọi người ạ. Không, giờ đâu có ai bán được gì trong này nữa, rào hết rồi. Bây giờ mình vô trong này tí mình không có đường ra, thôi mình vòng ở lại đi. Ôi chuối quá là ngon luôn ha, chuối ngon ghê, xanh ngon. Đây là cái chợ Tân Biên á. Trước là đây là xe tải rồi các chợ đầu mối này về rất là nhiều luôn, mà giờ do dịch bệnh cho nên là chợ Tân Biên là không có cho các người buôn bán vào bên trong nữa, sợ nguồn lây đã cấm hết rồi, không vào được nữa, cho nên là đó giờ xe tải nè, xe lớn rồi không đậu sát đường không mọi người, tầm ảnh hưởng về tình hình giao thông cũng rất là căng luôn. Đấy mọi người thấy không? Tất cả những người dân đi lấy hàng về để phân phối xỉ lẻ nè, đó.
đứng chặt lề đường hết, ra lấn chiếm cả lòng lề đường quốc lộ 1A luôn. Đấy, lấn chiếm lòng lề đường 1A luôn. Đây là ha mọi người nhìn ha, chợ Tân Biên nha, thành phố Biên Hòa đó. Do từ lúc dịch tới giờ là mọi người buôn bán tất cả thuê những cái mặt bằng xung phía trước của nhà người dân để mà làm điểm tập kết buôn bán chợ đầu mối. Thấy không? Xe tải nè, xe tải xuống hàng hóa nè, đó nó đậu xe to không à, xe là mấy chục tấn không à, xe từ Đà Lạt về á. Đấy, cái này mà cái này, cái lượng hàng hóa này là chưa có về hết đâu nha mọi người. Tầm 10 giờ hơn 11 giờ thì tới sáng á, cái lượng hàng hóa về nhiều lắm. Mà đường này đường quốc lộ nên là xe tải, xe lớn đi qua lại rất là nhiều luôn á mọi người. Qua lại rất là nhiều luôn á, cho nên là rất là đông luôn á. Tất cả hai bên bờ và đường này, cái này nó chạy dài về tới vòng xây Tam Hiệp luôn nha, buôn bán tất cả các tiểu thương này nè. Giờ gần nó vòng xây Tam Hiệp mới hết được cái này, tại giờ người ta dồn về những cái mặt bằng ở ngoài đường thế này để dễ buôn bán hơn, và người dân cũng thuận tiện đi buôn bán, không có tập trung quá đông khi mùa dịch này. Tập trung quá đông luôn rồi. Thôi, video của Bảo Phát tới đây là hết ha. Xin chào tất cả mọi người ha. Thì Bảo Phát sẽ cập nhật tình hình cho mọi người coi thế này để mọi người biết, mọi người đi chợ ha. Mà mọi người né tránh cái phương tiện giao thông khi mà tập kết ở ngoài buôn bán nha mọi người nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người.